Như bà con và Hải Yến cũng đã biết thì tỉnh Nam Đồng, Đồng của chúng ta là địa phương trồng cúc chủ lực của cả nước. Bình quân mỗi năm nông dân các địa phương chủ yếu là tại thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương trồng trên 4.000 hecta hoa cúc với năng suất trung bình là trên 50.000 cành một sào. Nhằm hỗ trợ nông dân đầu tư chăm sóc hoa cúc hiệu quả, đã bấn ngày càng cao nhu cầu của thị trường, Trung tâm nghiên cứu khoai tay rau và hoa thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã triển khai mô hình sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng trong canh tác hoa cúc. Diện tích mô hình là khoảng 4.000 m2. Khi sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng với liều lượng tùy vào thực tế ở mỗi nông hộ, ở giai đoạn sau khi ngắt điện, hoa cúc đạt được yêu cầu hãm đọt, giúp mập cây, lá xanh và dày. Đến giai đoạn trước khi lạc nụ, nụ hoa đồng đều góp phần quyết định năng suất hoa. Với giai đoạn sau khi lạc nụ, sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng giúp cánh hoa dài, đẹp, bền màu, cổ bông mập, ngắn, chỉ khoảng 3cm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, bông dài, to, hoa bung đều. Điều ngoài phục vụ thị trường nội địa hoa cúc đà lạt còn được xuất sang một số quốc gia trên thế giới vì vậy mô hình sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng đã góp phần rất lớn hỗ trợ nông dân ổn định năng suất nâng cao chất lượng hoa cúc cung ứng cho thị trường